khi nào nên đi khám hậu COVID-19? Sau khi khỏi COVID-19, một số trường hợp có thể gặp các triệu chứng hậu COVID-19 kéo dài vài tuần đến vài tháng. Trong đó, khá phổ biến là các biểu hiện về hô hấp. Theo Trung tâm Hô hấp Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội, một số nghiên cứu cho thấy ho khan kéo dài, hụt hơi khó thở là những triệu chứng dai dẳng và thường gặp nhất, chiếm 42-66% trong vòng 3 tháng sau nhiễm COVID-19. Đáng lưu ý là khoảng 50-60% bệnh nhân sau nhiễm COVID-19 khi chụp cắt lớp vi tính lồng ngực cho thấy có tổn thương bất thường. Những tổn thương hay gặp nhất là hình kính mờ, xơ hóa phổi, viêm phổi tổ chức, dày các vách liên tiểu thùy, khí phế thủng. Những bất thường này có thể bị bỏ sót trên phim X-quang ngực thẳng thông thường. Giáo sư tiến sĩ Phan Thu Phương, giám đốc Trung tâm Hô hấp Bệnh viện Bạch Mai cho biết hội chứng COVID-19 kéo dài hay hội chứng hậu COVID-19 biểu hiện đa dạng và các triệu chứng xảy ra ở nhiều cơ quan. Ngoài các triệu chứng hô hấp như là ho khan kéo dài, ho khạc đờm, đau họng, hụt hơi, khó thở, đau tức ngực, thì người bệnh có thể có biểu hiện về tiêu hóa gồm buồn nôn, nôn, đau thượng vị, rối loạn tiêu hóa. Về sức khỏe tâm thần có thể thấy mệt mỏi kéo dài, rối loạn giấc ngủ, mất ngủ, lo lắng, giảm tập trung, rối loạn cảm xúc. Biểu hiện về thần kinh gồm đau đầu, chóng mặt, mất vị giác, mất khứu giác, giảm trí nhớ, sương mù não. Khi các triệu chứng kể trên kéo dài sau thời gian đã hồi phục khỏi COVID-19, người bệnh nên đi khám để được các bác sĩ chuyên khoa tư vấn và điều trị đúng cách. Giáo sư tiến sĩ Phan Thu Phương lưu ý rằng, các nhóm triệu chứng bất thường theo chuyên khoa cần được thăm khám và đánh giá về mức độ, đồng thời cần loại trừ các nguyên nhân gây bệnh khác trước khi kết luận thuộc hội chứng hậu COVID-19. Một bác sĩ điều trị của Trung tâm Hô hấp cho biết, hội chứng hậu COVID-19 có thể xảy ra ở người trẻ, người mắc COVID-19 không triệu chứng. Mới đây, Trung tâm Hô hấp tiếp nhận một trường hợp đến khám là một bệnh nhân 36 tuổi ở Hà Nội. Bệnh nhân này nhiễm COVID-19 từ ngày 12 tháng 1 và được xác định là khỏi bệnh sau đó 10 ngày. Trong giai đoạn nhiễm COVID-19, bệnh nhân chỉ có biểu hiện nhẹ là chảy dịch mũi và đau mỏi người. Tuy nhiên, sau khi khỏi bệnh gần 1 tháng, bệnh nhân xuất hiện hụt hơi khi nói câu dài và cảm thấy khó thở khi đi lại nhanh. Qua thăm khám tại Bệnh viện Bạch Mai, bệnh nhân được chẩn đoán tổn thương phổi kẽ, khả năng liên quan đến COVID-19 có rối loạn thông khí hạn chế. Ngoài việc được kê thuốc điều trị, bệnh nhân đã được bác sĩ hướng dẫn tập thở và tập vận động để phục hồi chức năng hô hấp và thể lực. Đối với người trẻ không có triệu chứng khi nhiễm bệnh, vẫn có thể mắc hội chứng hậu COVID-19. Vì vậy, việc theo dõi sát các biểu hiện bất thường của bản thân là việc cần thiết, không nên chủ quan. Hãy đăng ký kênh Alo Bác Sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.